Xin kính chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video của mình. Thì ở video này mình sẽ chia sẻ với các bạn một số các cái công dụng rất là kỳ diệu của củ khoai sọ. Củ khoai sọ có rất là nhiều các cái công dụng mà các bạn có thể chưa biết được. Để biết công dụng như nào các bạn cùng chú ý theo dõi video của mình nhé. Theo đông y, củ khoai sọ có tính bình vị cay ngọt vào ba kinh tỳ, vị và đại tràng. Tác dụng tán khối kết, tiêu u hành ở cổ, nhuận tràng, không đại tiện, dùng chữa các loại thúc độc, sưng đau, khối kết, u hạch, bỏng lửa, viêm khớp, viêm thận và sưng hạch, bạch huyết. Một số bài thuốc từ củ khoai sọ. Bài thuốc thứ nhất, bồi dưỡng sau khi bị bệnh. Khoai sọ nấu chín với thịt lợn, cua đồng, cá quả, cá diếc, v.v. là món canh để bồi dưỡng cơ thể, tăng cường sức lực, chống khát. Đấy, bài thuốc cũng rất là hay. Bài thuốc thứ hai là chữa suy nhược, phiền khát sau khi mắc bệnh. Khoai sọ 250g, gọt vỏ thành miếng nhỏ. Táo tàu 50g, đường đỏ 50g. Nấu nhỏ lửa thành món chè, chia 3-4 lần ăn trong ngày. Bài thuốc thứ ba là chữa tràng nhạt. Khoai sọ khô bỏ vỏ, thái nhỏ, nghiền thành bột mịn, mỗi ngày dùng 20-30g bột khoai sọ. Gạo tẻ 50g, nấu cháo hành ăn liên tục đến khi khỏi. Theo kinh nghiệm dân gian, trẻ nhỏ thường xuyên ăn cháo bột khoai sọ sẽ ít bị ghẻ lở và mụn nhọt. Bài thuốc thứ tư là chữa rắn cắn, sâu cắn, ong đốt. Lấy lá hoặc thân khoai sọ sát hoặc lá nát đắp vào chỗ bị thương. Nếu bị ong nghệ đốt, ăn ngay khoai sọ sống, đến khi cảm thấy khoai có mùi tanh và lưỡi tê thì thôi. Bài thuốc thứ năm là chữa chứng đuối sức, mệt mỏi, kém ăn, miệng khát hay phiền táo. Khoai sọ 200g, sơn dược có nghĩa là củ mài đấy, 50g, gạo tẻ 50g. Nấu cháo ăn trong ngày, ăn thường xuyên có tác dụng tích khí, có nghĩa là tăng thể lực, bổ tỳ vị, tăng cường chức năng tiêu hóa. Bài thuốc này rất là hay. Bài 6, canh khoai sọ và thịt lợn. Khoai sọ 100g, thịt lợn là 50g. Nấu canh ăn tác dụng bổ âm, chống khô khát, ích khí, nuôi dưỡng dạ dày, chống mệt mỏi. Tác dụng là bồi dưỡng những trường hợp cơ thể bị suy nhược, phiền khát sau khi bị bệnh. Khoai sọ rất là có tác dụng để bồi dưỡng cơ thể. Bài thuốc thứ 7 là chữa viêm màng não cấp tính, có nghĩa là mới phát. Khoai sọ sống gọt bỏ vỏ, cho vào miệng nhai kỹ và nuốt dần. Nếu bị viêm màng não sẽ cảm thấy khoai sọ có vị ngọt. Nhai đến khi cảm thấy miệng tê tê thì ngừng lại. Kinh nghiệm này có thể sử dụng chẩn đoán phân biệt giữa bệnh viêm màng não cấp với các bệnh sốt khác. Đồng thời cũng có tác dụng để điều trị nhất định. Lưu ý, chỉ nên sử dụng trong những trường hợp quá cấp bách, nếu không thấy đỡ phải tìm cách đưa ngay bệnh nhân tới bệnh viện. Bài thuốc thứ 8 là chữa kiết lỵ lâu ngày không khỏi. Khoai sọ 10-15g sắc uống mỗi ngày 2 lần. Nếu đi lỵ ra máu hòa thêm đường đỏ, không ra máu chỉ có mủ thì pha thêm đường trắng, hoặc dùng thân khoai sọ 15g, củ cải 15g, tỏi 6g sắc nước uống thay trà hàng ngày. Chữa bệnh thận mãn tính. Khoai sọ rửa sạch, thái láp, rang cháy đen, nghiền thành bột mịn, thêm đường đỏ vào trộn đều, mỗi lần uống 30g, ngày uống 2 lần. Khoai sọ 60g rửa sạch, gọt vỏ, thái nhỏ. Gạo tẻ 50-100g nấu cháo, khi ăn thêm đường đỏ cho đủ ngọt. Ngoài ra có tác dụng chữa đau dạ dày. Bài 10 là chữa gân cốt, đau nhức, sưng tấy. Khoai sọ, gừng tươi, hai thứ liều lượng bằng nhau, tất cả đem rửa sạch, gọt bỏ vỏ, giã nát, đắp vào chỗ bị bệnh mỗi ngày thay thuốc 2 lần. Bài thuốc thứ 11 là chữa chín mé, có nghĩa đầu ngón tay, ngón chân bị sưng tấy đau kịch liệt ấy. Cách 1, khoai sọ giã nát, trộn thêm một chút muối, đắp vào chỗ sưng đau, dùng gạc băng lại, ngày thay thuốc 2 lần. Cách 2 là dùng thân khoai sọ giã nát, đắp vào chỗ bị bệnh, dùng củ khoai sọ trộn muối giã đắp lên những chỗ sưng đau trên cơ thể. Đối với các loại đinh nhọt khác cũng có tác dụng rất là tốt. Chú ý, dùng khoai sọ sát lên da có thể gây kích ứng, dị ứng, viêm tấy, nhưng giã gừng sống lấy nước bôi vào sẽ đỡ.
Vừa rồi thì mình cũng đã chia sẻ với các bạn một số các cái công dụng rất là tuyệt vời của quai sọ. Các bạn thấy video này hay, hữu ích, hãy lưu lại và chia sẻ cho bạn bè để biết. Và nhớ tặng mình một like, một đăng ký nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.